Ok chào anh em, thì cũng gần cuối giờ làm rồi, định về đấy nhưng mà lại thấy cái tin này nó hay quá nên là lại chia sẻ với anh em. Thực ra thì cũng theo dõi một thời gian rồi trên Facebook ấy, cũng khá là hot về những anh em nào mà đang dùng iPhone lắp ấy thì bây giờ là có thể lên iPhone quốc tế với cái mức giá nó rất là tốt hay thậm chí là free. Còn cụ thể như nào thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu trong video nha. Và hiện tại bạn nào đang quan tâm tới những sản phẩm của Apple với giá tốt thì hãy nhớ là ghé thăm trang web của Bạch Long Mobile để tham khảo nha. Đầu tiên thì cái việc là mở khóa máy cho những cái iPhone lock thì nó cũng không phải là lạ nữa. Nó đã xảy ra một thời gian khá là dài trước đây rồi. Nhưng mà cái vấn đề, cái rào cản ấy lại chính là về cái vấn đề là giá cả. Bởi vì anh em muốn unlock máy thì sẽ mất khoảng 2-5 triệu đồng tùy vào máy hay tùy vào từng cái phiên bản nhãn mạng khác nhau thì nó cũng khá là chát, bởi vì là với số tiền đấy của một vài con máy iPhone thì nó sẽ gần ngang với cái mức chênh lệch giữa hàng quốc tế và hàng sách tay nên là cũng không nhiều người quan tâm lắm đến cái vấn đề này và nó cũng sẽ không hot như này. Và cụ thể như này, gần đây thì chắc là anh em nào mà theo dõi những cái group trên Facebook về iPhone lock là rất là rõ rồi là iPhone bây giờ thì sẽ có thể là unlock với cái mức giá rất là rẻ hay thậm chí là free luôn. Thì mình điểm tin cho anh em nào chưa biết thôi. Và nói về unlock máy, trước hết chúng ta phải biết một chút về máy lock đã đúng không? Tức là anh em sẽ mua iPhone ở các nhà mạng với cái mức giá là rẻ hơn. Tuy nhiên theo kèm đó thì chúng ta sẽ có một cái hợp đồng của nhà mạng. Từ đó chúng ta sẽ phải thanh toán theo kỳ hạn cho đến khi hết hợp đồng trong một khoảng thời gian nhất định. Và trong khoảng thời gian đó thì ngoài việc là phải đóng cước theo kỳ hạn thì chúng ta sẽ chỉ sử dụng được SIM của chính cái nhà mạng đấy thôi. Và với những máy khóa nhà mạng này chúng ta sẽ có 3 cái tình trạng khác nhau. Đầu tiên là máy ở trong tình trạng tốt, hoàn toàn không nợ cước nhà mạng. Thứ hai là máy đang trong tình trạng còn hợp đồng với nhà mạng, đang đóng cước đầy đủ hoặc còn nợ cước nhà mạng trong thời hạn hợp đồng sử dụng dịch vụ mà anh em sử dụng iPhone lock hay gọi tắt là nợ cước ấy. Thứ ba sẽ là máy ở trong tình trạng bị hạn chế sử dụng, đồng nghĩa với việc là iPhone đang trong tình trạng nợ xấu này hoặc là đã báo mất máy. Và một lần nữa, anh em hay sử dụng iPhone lock thì sẽ hay có một cái từ gọi tắt hay là gọi chung là gọi là máy báo mất. Mình nói rõ ra ba cái loại máy lock như này là bởi vì trong cái sự việc lần này ấy thì ngoài việc là anh em phải xác định là máy anh em là từ quốc gia nào này, từ nhà mạng nào này thì còn phải biết được là cái tình trạng máy lock anh em là như thế nào nữa. Cụ thể như mình tham khảo đây nhá, thì máy lock Nhật nhà mạng Docomo thì anh em sẽ có thể unlock được trong mọi tình trạng máy, tức là cả sạch cước, nợ cước hay là mất máy. Và anh em sẽ có thể unlock máy với cái mức giá là miễn phí. Hoặc là nếu mà một vài anh em nào mà tốt bụng hơn ấy, thì sẽ có thể làm với giá rẻ khoảng là từ 50 cho đến 200 ngàn đồng. Nói chung là rất rẻ thôi. Một vài anh em trong group thì còn bảo là mấy bạn này đã là free rồi còn tính tiền. Nhưng mà dù sao thì họ cũng mất công làm rồi. Với nhà mạng Softbank hay là AU của Nhật thì cũng sẽ có thể unlock được trong mọi tình trạng của máy. Giá thì nó sẽ cũng tạm ổn loanh quanh ở mức là khoảng 1 triệu và nhà mạng AU thì nó sẽ đắt hơn nhé. Tiếp theo với nhà mạng AT&T và T-Mobile thì với những cái máy mà sạch cước hay nợ cước thì sẽ làm được, nhưng với những máy báo mất thì mình tham khảo đây là không. Và giá tiền unlock thì sẽ dao động từ khoảng 1,5 đến 2,5 triệu đồng, thì tức là nó cũng khá chát chứ không phải là dễ chịu lắm. Còn với anh em nào mà sử dụng máy nhà mạng Sprint thì chịu rồi, mấy nay kiểu ngồi hóng nhưng mà vẫn chưa thấy anh em nào có cao nhân nào có thể làm được. Nếu mà làm được thì không biết là có phải lừa đảo hay không. Chưa biết. Có một vài bạn còn trêu theo kiểu là hay là đổi tên group thành iPhone Lock Supreme không nhỉ? Tất nhiên là những thông tin đưa ra về những cái nhà mạng nào có thể hỗ trợ như nào hay là mức giá của từng cái con máy unlock thì mình chỉ là tham khảo theo những cái gì mình biết và theo số đông thôi. Còn bạn nào mà đang dùng máy lock thì hãy tự tìm hiểu và xem là liệu rằng máy bạn ở cái nhà bạn của bạn và cái tình trạng máy của bạn thì có thể làm được không và cái giá cả như nào để mà tự cân đối thôi. Mình là tham khảo đây theo số đông nhé. Và trước khi đi đến những lưu ý thì đầu tiên là ai sẽ là người làm những cái việc này cho các bạn. Đầu tiên là anh em nào mà dùng máy lock thì hãy cứ lên những group về iPhone lock, kiểu gì cũng có những cái post về làm chính cái vấn đề này. Và nhà mạng Docomo thì thậm chí rất là nhiều bạn làm free nữa cơ. Tiếp theo nữa thì anh em hãy lên những website có hỗ trợ những dịch vụ này. Lên đó thì anh em sẽ có thể là check được nhà mạng này, check được tình trạng máy là có báo mất hay là nợ cước hay không. Sau đó thì sẽ check được xem là con máy của anh em sẽ có cái mức unlock là giá tiền là bao nhiêu kiểu thế. Và anh em muốn biết thì hãy tự tìm hiểu đi chứ mình cũng không phải là quảng cáo hay như nào, với là nếu mà mình nói ra mà không uy tín thì đâu có được đúng không? Tuy nhiên là trong quá trình làm những vấn đề này thì anh em phải lưu ý mình một chút một vài vấn đề nhá. Đầu tiên sẽ là vấn đề mà mình lo lắng, khá lo lắng là về cái việc email của máy các bạn ấy.
sẽ có tình trạng là anh em sẽ có thể là lộ email thông qua những website anh em đăng lên để mà xem tình trạng của máy, hay là để xem là máy em có thể unlock được hay không, cung cấp thông tin để unlock ấy. Hay thậm chí còn có một vài anh em là public email lên những cái post ở trên Facebook để mà kiểm tra tình trạng các thứ, thì anh em biết mà, gần đây là có những tình trạng như là khi mà anh em lộ email ra thì sẽ có thể là khóa iPhone, khóa active từ xa, nên là cũng là một cái vấn đề anh em cần phải suy nghĩ một chút trước khi làm cái việc này. Vậy là biết đâu sau này cái việc email này thì nó còn không chỉ liên quan đến cái việc là khóa cloud mà còn có những sự việc khác nó nghiêm trọng hơn nữa, thì chúng ta cũng phải để ý một chút. Hay là về cái vấn đề mà chuyển khoản trước khi thực hiện cái việc unlock này thì chắc là cũng phải lưu ý một chút, bởi vì biết đâu được tiền mất mà tật mang thì cũng chỉ là chúng ta là người chịu thôi. Mình thì đã biết một cái website khá nổi tiếng, bây giờ hiện tại mình làm video thì đã sập rồi. Không biết là những bạn nào mà đã nộp tiền vào thì không biết như nào đấy, nên là anh em cũng phải thực sự là lưu ý đấy. Và mục đích mình làm video thì nó cũng đơn giản thôi. Đầu tiên là thông báo cho những anh em nào mà đang dùng iPhone lock và chưa biết cái sự việc này thì cũng để xem là cân nhắc xem có nên unlock cho máy anh em không. Bởi vì anh em biết mà, gần đây thì iPhone lock với việc là không có SIM ghép thần thánh thì dùng cũng hơi vất vả. Và thứ hai nữa là nếu anh em nào đang định thực hiện cái việc unlock này thì cũng hãy nhớ lại những cái lưu ý của mình về vấn đề email bảo mật thông tin cá nhân của mình, hay là về vấn đề tiền bạc thì cũng cần phải lưu ý. Và cuối cùng thì hãy nhớ là ai mà đang dùng lock Docomo thì làm nhanh đi, free mà không hết mất. Ok, và cảm ơn em đã xem video và hẹn gặp lại trong video sau. Bye.